Xin kính chào tất cả quý vị các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Nguyễn Phúc Japan nha. Thì hôm nay mình lại lên một cái clip giới thiệu một số cái mẫu đồng hồ hàng Nhật, hàng Đức, hàng Pháp nha. Hàng về phục vụ cho tất cả quý vị các bạn chơi và chơi Tết. Thì mấy nay mình cũng bận quá không lên được cái clip này. Hôm nay nên cố gắng lên một chiếc giới thiệu với các bạn một chiếc đồng hồ hàng Pháp nhé, có thương hiệu là Vedet. Vedet thì chiếc này là thùng gỗ rất đẹp luôn đó. Bên trên mặt được chạm trổ hoa văn rất đẹp. Và đây là thùng gỗ thịt luôn nhé. Kính nguyên zin, kính mài vắt cạnh nhé. Đấy. Về ngoại hình thì rất là đẹp luôn. Và máy móc cũng rất là ok. Bây giờ mình sẽ quay cái bên trong nội thất của máy. Đấy, gỗ toàn gỗ thịt luôn nhé. Gỗ này toàn là gỗ sồi của Mỹ đấy, tất cả còn đẹp keng luôn nhá. Máy đánh 8 gông 8 búa nhá. Và đầy đủ hết phụ kiện từ ốc bắt đường này và đến tay khóa này. Quả lắc, đấy, quả lắc hình bát giác vàng óng luôn, xoay gương được nhá. Chiếc này là ba lỗ cót, ba lỗ cót. Máy đánh 8 gông 8 búa. Chiếc này nó sẽ điểm giờ là 15 phút một giai điệu, 30 phút một giai điệu và 45 phút một giai điệu. Đấy. Và bây giờ mình sẽ test tiếng chuông này. Đấy là 45 phút nha, nó điểm 3 giai điệu nhạc ấy. Ở đây là đấy, 4 giờ máy có 4 tiếng chuông nhá. Chuông rất là ngân và hay luôn. Bên trong máy còn rất đẹp nhá. Bây giờ mình sẽ tháo máy này cho các bác xem nhá. Cái này còn đầy đủ hết cực phụ kiện từ khóa gông này đến vít tường này. Rồi đến tay khóa này. Hiện tại thì bên đồng hồ Pháp thì mình có về được mấy chiếc, mấy hãng như Vedet này, Biden này, Hisort này. Và đồng hồ Đức, đồng hồ Nhật cũng rất nhiều luôn. Đấy, thì tại vì cũng bận không có thời gian lên được nhiều video nên là các bạn nếu mà quan tâm thì cứ vào kết bạn Zalo mình sẽ gửi hình chi tiết cho xem nhé. Bây giờ mình sẽ tháo ngay chiếc máy của con đồng hồ này ra nhé. Các bạn xem tham khảo. Đấy, và có là bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ mình theo số điện thoại 035 874 2679 nhé. Đây là chiếc máy của nó này. Đấy, tất cả đồng vàng ươm đẹp keng luôn nhé. 8 gông 8 búa và có cả khóa gông nêm nhé. Hai bên khóa gông này. Mình không thích cho nó đánh chuông ban đêm thì mình có thể là khóa gông lại nhé. Đấy, máy đẹp đẹp keng 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 luôn nhé. Ở trên này đều có đóng chữ logo số chìm nhé. Đó. Rồi cũng sắp Tết rồi, Tết âm lịch rồi thì các bạn nếu mà có nhu cầu mua về trang trí xem giờ, bày phòng khách rất lịch sự luôn nhé. Đó. Rất là đẹp, một chiếc này chơi nó bền mãi mãi luôn, có thể vài chục năm nữa chưa chắc nó hỏng. Giá thì cũng chỉ bằng chúng ta mua một cây đào, một cây quất thôi, đào một cây quất trang trí thôi ngày Tết thôi. Nhưng mà chơi một chiếc đồng hồ này thì nó sẽ sang trọng hơn nhiều, bày trong nhà thì nó đẳng cấp hơn luôn nha. Ngoài ra thì những cái đồng hồ Nhật chạy cơ quát này, rồi chạy máy transistor đời cổ từ những năm 193 mấy 40 ấy. Bên mình cũng đều rất có, sang luôn có sẵn hàng phục vụ anh em nhé. Bạn nào có nhu cầu mua thì liên hệ
gọi điện hoặc vào Zalo theo số điện thoại 035 874 2679 nhé. Và mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở những video clip tiếp theo.